Nếu mà mấy bạn gọi không được á, mấy bạn có thể thất vọng, nhưng mà mấy bạn đừng có tuyệt vọng nha. Cái răng bà kéo ra, dây kẽm có nè, đinh có. Chính con vợ đó, nó sâu thở ra, sống rồi. Sinh năm 73. Anh chia sẻ anh từ đâu về tới đây về nhà giúp em? Con tên Châu Quang Phúc, con ở bên Mỹ về, ở tiểu bang Trôi Trà. Về đây mục đích là để kiếm thầy chung để chữa bệnh tâm linh. Mà tại vì nếu mà nói bắt đầu từ đầu á, lâu rồi, hồi năm 2013 nó có cái dấu hiệu á, là giống như là cái dấu hiệu đôi khi cái đầu nó bưng lên. Mà đúng khi do khi mình bị công việc mà kêu là cái gì stress, áp lực á, rồi nó giống như là nó bưng lên, là nó không, mình không biết cái gì luôn á. Giống như đôi khi mình làm cho khách, cái đầu mình nó tính, con thí dụ là con số 45 đồng đi, đúng không, cái đầu tính 45 đồng, lát nữa cái tay thì bấm 60 hay là 50 gì đó, đại khái là bấm con số khác, mất kiểm soát. Đúng rồi, nó giống như là có một người thứ hai á, là chỉ điểm mình. Cái đầu thì mình nghĩ vậy đó, nhưng mà lát nữa cái tay mình bấm vô con số á, thì nó lại khác nữa. Giờ bắt đầu coi 13, giờ xong con cũng dán lướt đi. Đến lúc qua năm 2015 luôn, 2014, 13, 14, giờ đến 2015, một thời gian mấy tuần á, là con ngủ đến có chừng 1 giờ 2 giờ sáng, là đêm nào cũng vậy mấy tuần luôn. Mà lúc đó là cái bầu nó bưng lên, nó giống như là bị siết, mà bây giờ nó đang siết nè. Siết cái đầu. Nó siết mà nó nặng lắm. Giờ con phải thức dậy, con niệm Phật. Mà đi làm ăn mà giờ đó mà nó quậy mình sao mà chịu nổi. Rồi làm sao? Gì? Thì là cũng làm móng. Nail. Dạ. Rồi xong nó quậy rồi niệm Phật, rồi xong nó dịu xuống, là lúc đó đến 5-6 giờ sáng, cũng 7 giờ sáng rồi. Giờ ngủ lại chút xíu. Cứ ngày qua ngày vậy, cỡ chừng mấy tuần, rồi xong từng cờ con gặp được một người bạn, cũng giới thiệu một người thầy ở miền Tây gần Hà Tiên, là cái gì Giang, Kiên Giang, gần Hà Tiên, cách Hà Tiên cỡ chừng 50 phút đi xe đỏ. Giờ con về bà thầy đó ở 2 tuần ở nhà bà luôn. Rồi sáng nào bà cũng giống như vô cái phòng làm bệnh á, giờ bà thỉnh cái người nào đó giống như nhập vô bà, giờ bà lấy cái chân nhang á, cái chân cái nhang mà mình thắp nó tàn hết, còn cái chân á hai ba cây mà bó lại nắm lại vậy nè, gạch giống như là làm cái dao gạch, rồi xong bà ngậm nước vô, bà phun ra, phun vô cái chỗ đó, rồi bà lấy cái răng bà cắn kéo mấy cái dây kẽm này, kẽm đây thiệt luôn á. Để dây xiết cái đầu nè. Dạ. Để dây cuộn cái đầu à? Không, bà lấy cái cũng như bà mổ, bà lấy mấy cái giặt thẻ trong đó ra đó. Bà kéo dây trên đầu. Đúng rồi. Đúng, bà lấy cái răng bà kéo ra, dây kẽm có nè, đinh có một lần đinh cả tắc luôn á. Rồi lấy mấy cái đinh nhỏ nhỏ trong nè, bây giờ còn mấy cái dấu luôn á, gạch nè. Rồi lấy da trâu nữa, cứ lấy một sáng nào cũng lấy một chút như vậy đó, mà lấy, cũng có khách nhiều lắm. Lấy bao lâu? Lấy cũng khoảng 2 tuần á. Ở đó 2 tuần à? 2 tuần luôn, cứ ăn ở đó mà cho bà chị. Giờ xong sau 2 tuần đó không hết, rồi xong bà nói lấy từ từ thôi, rồi xong con về Mỹ lại, rồi xong con làm một thời gian vẫn còn bị giống như mấy thằng mà say xịn, giống như lắc rồi nó siết. Rồi xong một thời gian con kiếm mớ tiền nữa, con bay về lại bà nữa, rồi cho bà cũng làm giống y hệt như vậy. Nhưng mà sáng nào cũng từ 3 người đến 8 người khách nha, không phải là ít đâu. Rồi xong lần thứ hai vậy á, ở nhà bà cỡ chừng tuần mấy 10 ngày à. Rồi xong bắt đầu con nghi ngờ.
thường thường á, con người của con á, một khi mà con nghi ngờ rồi á là không thoát đâu. Tại vì cũng có một chút xíu gì trong này nè, con sanh ra á, trong này có cái gì đó như là nhìn nhận được chút, rồi xong nghi ngờ, rồi xong bắt đầu mấy cái người mà chỉ bệnh á, họ xì ra nói làm cái người này thì 3 tháng, người kia 5 tháng mà cũng không thấy hết. Xong cuối cùng con nghi ngờ, rồi xong con chậu giọt rồi xong rồi đi tầm xưa nữa. Anh nghi ngờ là sao? Nghi ngờ tại vì bà chỉ không được cho con. Bà chỉ không được cho con nghi ngờ, tức là lấy anh ra gì mà không hết. Đúng rồi, cứ lấy ra hoài mà tại sao lấy không hết. Mà nhiều người cũng có một số bệnh nhân á, họ giống như sầm xì với nhau đó. Nhưng mà nói chung nữa là, nếu mà nói dùng cái từ bà tám thì nó hơi nặng ha, giống như nói qua nói lại vậy đó. Nhưng con nghe, con im con không, con để ý cái tai nghe thôi, nhưng mà con mắt mình không nhìn người ta, để cho người ta nói làm sao. Rồi xong rồi xong bà này không được rồi, rồi xong bắt đầu con đi tầm sư. Rồi xong có một ông anh á, là ông với con á, là con chú bác luôn. Mà ông đó ngày xưa ổng cũng giới thiệu một hai người đi ra ngoài Phan Rang á, có một người thầy là người gì, người đồng bào giống như Tràm Chăm gì đó ở Phan Rang. Nhưng mà mấy người đó ổng giới thiệu á thì lại được, nhưng mà đến con đi, ổng làm vậy nè, ổng lấy con gà, rồi lấy mấy cái trứng gà ổng cúng, và ổng lấy cái mấy cục bột trắng trắng á, ổng nắn thành một cái hình giống như, nếu mà theo cái tư tưởng của con á, con nhìn cái hình bột đó, nó cái ông đó giống như ông Sơn Thần thì phải. Nếu mà theo cái tư tưởng của con đó, be bự rồi vậy nè đó. Bức tượng đó, cái bột nó nắn bức tượng mới lớn nè. Không, nắn nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà giống như nắng giống như cái kiểu, đúng rồi, bé bự giống như là nắng cái kiểu mà giống đô á. Đúng rồi. Tại đôi khi con muốn nói mà con cũng không biết làm sao diễn tả, đúng không? Đó. Rồi xong ông đập thằng chú cái gì đó, mà ông dặn ra ngoài rừng bụi á, ông không bao giờ cúng ở nhà, ra ngoài bụi, tại vì giờ ở ngoài Phan Rang càng này cũng có mấy cái rừng đồ á. Rồi xong ông làm xong rồi ông lấy cái gạo, ông bỏ lên cái đầu cho nó rớt xuống, rồi xong lấy cái nước đó cúng đó bỏ vô cái khăn lau mặt, nhưng mà cũng không hết. Mà trước cái người thầy đó mà ở Kiên Giang gì đó, bà cũng cho con uống bù một hai lần, đốt bù vô nước uống, nhưng mà không có uống ngại, con biết tại con coi clip của thầy á, con mới như là siêu tầm lại đó. Rồi xong cái ông Phan Giang á làm cũng không được luôn. Rồi xong biết làm sao à? bó tay rồi. Rồi xong trở về Mỹ. Rồi xong thời gian sau ba con sống đến 90 tuổi rồi, ông mắc. Ông ở bên quốc tịch Mỹ nhưng mà ông già, gửi ông về Việt Nam. Con xây nhà đồ cho ông ở đây. Rồi xong ba mắc. Rồi mấy người chị bà con đồ tới giữa tang lễ, rồi xong làm tang lễ xong rồi mấy bà chị dụ đi coi bói. lúc đó tầm xưa mà, thì đi coi bói rồi thử, ba cũng mấy mắt rồi thử đi coi làm sao. Giờ cũng đi ra ngoài chưa tới Phan Rang cái gì lương hương nữa, bằng gần Mũi Né, chưa tới Mũi Né đâu, cổ thạch biết chưa, chưa tới cổ thạch á, ở Long Hương, Lương Hương. Giờ gặp tới bà đó không phải là thầy chỉ bệnh mà kiểu là coi bói, nhưng mà bà cũng thỉnh có người nhập vô coi. Bà nói là con á bị bệnh căn. Con nói con bị bệnh căn là những, tại vì ba con cũng làm thầy cúng đồ, cũng hành đạo, nói chung là làm hình như là một hai đời á, làm thầy cũng như là cũng làm thiện. Là nói giống như con á phải tiếp nối những cái nghề nghiệp đó, rồi xong con bị hành căn. Mà lúc trước bà đó chưa thành thầy bói, bà cũng bị hành căn. Rồi xong mới có một người sư phụ ở Mũi Né để giải căn cho bà đó mới ra nghề để bói. Rồi xong bây giờ bà bói cho con, bà nói con bị hành căn. Rồi xong lúc đó hành căn á thì giải căn không được.
lúc đó ba mới mất mà còn đeo tang á. Giờ xong bà nói thôi giờ bà nhỏ hơn tuổi con, nó kêu nói xin anh á, nói anh về Mỹ đi, một năm sau á về rồi xong giải tang á, mạng tang gì đúng không, rồi xong mới giải căn được, rồi xong còn bay về Mỹ nữa. Giờ bây giờ xong một năm sau giờ bay về Việt Nam, con bay tới bay lui giống như con chim ưng vậy, giống như là con đại bàng vậy đó, giống như đi ra chợ mua gạo rồi mua nước mắm xì dầu vậy ăn à, đi tới đi lui hoài luôn. Rồi xong mạng tang xong, rồi xong bà kêu sư phụ của bà ở Mũi Né vô, rồi xong bắt đầu giải căn. Giải căn là xong cho mấy triệu mua mấy cái trái cây đồ này nọ, rồi xong bà cúng, bà kêu con đọc mấy cái gì kêu là tiếng Phạn tiếng Thiên gì đó, con đâu có biết cái gì đâu mà đọc. Bà kêu cái đọc đại mà càng đọc nhiều á cái điện á nó càng mạnh thì cái đọc đại. Rồi xong giải căn xong, nhưng mà thực tế giải căn cũng được, nhưng mà nó chìm xuống, con nghĩ là nó chìm xuống, nó dặn còn cái nguồn gốc ở đó. Nhưng mà con coi cái clip của thầy á, con học được giống như con người á là có âm có dương, mà dương mạnh á thì dương mạnh á thì âm si đúng không à, rồi nếu mà dương mà mạnh á thì âm si thì nó sẽ giặt mình. Thì đến cái tuổi này, tuổi 49 năm mấy rồi, rồi mấy cái tuổi xuôi giờ con bắt đầu từ đó giải căn được, nhưng mà dặn còn đi làm cái gì mà gặp tiểu nhân không nha. Nói thì con không phải là người tốt lắm, nhưng mà con không phải là người xấu, bảo đảm 1000%. Con không thích là chơi tiểu nhân rồi, nhưng mà nhiều người tiểu nhân là nó cứ dịnh vô mình hoài, không biết làm sao nữa. Rồi giải căn này có nhập cho anh không? Dạ. Anh giải căn đó đọc tiếng gì đó rồi có gì không? Thì bà kêu con đọc thì anh con đọc. Đọc vô cảm giác làm sao? Con cũng không biết cái gì bà kêu đọc. Bình đọc thường thôi. Bình thường. À. Cái con đông cũng hiểu cái gì là cái tiếng đó là tiếng gì, như là tiếng Phạn, tiếng Thạng gì đó, tiếng Thiên gì đó, đại khái vậy á. Bây giờ mình tiếng có nhiều lắm. Như hát bội vậy à. Rồi xong nói chung cũng được, nó đỡ. Rồi xong một thời gian sau mà làm ăn cái gì cũng không xong hết á. Không được, mà ghê lắm. Mà tự nhiên đi làm rồi mình đâu có nghĩ cái gì. Có chủ thì nói mình canh me bà chủ, giờ ông chủ ghen. Có mấy người như vậy luôn á, hai người như vậy luôn. Mà thật tế mình dám, mình thôi mình không thề. Người con người của mình không thề, mình nói với lương tâm mình nè. Dạ. Trong người anh cảm giác trong người sao? Bây giờ á hả? Bây giờ á cái đầu nó siết, nó rất là nặng. Mà hồi trước ở bên Mỹ á, hai tháng trước á, nó có con gì á, nó chích chích mà ngứa mà nó nổi mục luôn. Mà mỗi mục mà mụn á thì 2-3 tuần nó cũng hết, nhưng mà nó không hết là không hết, nó nổi lên đây luôn. Rồi xong nó có cái gì chích chích. Anh đi tổng cộng với thầy phải như thầy, nếu mà thầy chữa bệnh chính gốc đó là hai thầy, còn thầy hai thầy mà coi bói là kêu là bị dính căn. Mấy năm mới mấy tháng trước cũng bà đó cũng nói là mình dính căn, giờ có con gì nó bò trong này, giờ nó rất là ngứa đỏ giống như cái dưa hấu vậy nha, mà nó có cái hình thù á. Con biết là con bị lâu rồi, nhưng mà con biết, nhưng mà con không biết làm sao con làm, nhưng mà con biết là chắc mạng của con cũng còn cứng. Ngủ thấy gì không? Ngủ á, mà thường con ngủ á là cái xác ngủ, nhưng mà cái xác ngủ mà cái gì cái hồn không ngủ nha. Nó đi rồi nó thấy giống như là sinh hoạt bình thường vậy đó. Hình như ngủ 10 đêm là hết 8 đêm là nằm mơ không nó đi, nhưng mà lâu lâu cũng thấy liên quan đến đàn bà. Lâu lâu thôi. Có liên quan đến đàn bà. Liên quan đến đàn bà. Dạ, như mấy cái tình dục đó đại khái là nói như vậy đó. Vợ đó. Vậy hả? Ừ. Mà đàn bà trẻ nha, không có già đâu nha, trẻ nhí nha. Đẹp đẹp không? Cũng nói chung là cũng khá nha. Anh thấy rồi. Rồi, ai đi đâu mà. Điểm vô người anh. Dạ. Quỷ ở trong người anh. Dạ. Đang ở với anh. Rồi, giờ bây giờ có một con ở đây rất là lớn nè. Con biết luôn. Con biết. Biết, con này một con rất lớn. Rồi sao? Nó mấy tuần trước ở Mỹ á, mà tháng trước chứ, nó làm con á là đau tim nhối lắm, mà con đi chụp hình nó bác sĩ nó không có gì hết.
rồi bị ngứa hai năm mấy nay mà nó ngứa khủng khiếp luôn. Bác sĩ mà bó tay luôn, bác sĩ mà thứ thì bác sĩ Mỹ bó tay luôn, mà nó ngứa ghê sợ luôn, mà đến nỗi mà chích, mà người ta chích đó là cái phương án cuối cùng đó là chích đó, mà nó chích vô được đỡ được hai ngày bắt đầu nó ngứa lại. Bà có vợ con gì không? À, có một đứa bà này, có một đứa con gái rồi. Bà này là vợ anh hả? Dạ. Có đứa con gái. Còn bà chỉ có một đằng trai. Nhiều vợ với trai. Hai bà rồi. Hai bà hả? Dạ. Vợ ma nữa. Mấy con hả? Ba bốn con luôn á hả? Ma chung người nhiều lắm. Định giúp cho. À. Qua đây. Quá trời nhiều vợ mà. Vợ gói lên. Làm gì á? Cô tính bay thì chắp tay ghê vậy. Không có. Xăm ở Philippines á. Xăm ở Philippines hả? 3 mét 5 giờ trước. Có là làng cái hết gì. Dạ thưa chị. Nè, tới rồi nè. Ừ. Tới rồi nè. Cái này là binh của mấy vợ ông, còn vợ ông nằm trên á, đợi xíu đi. Binh thôi. Gắn chịu. Nhiều quá, gắn đi. Yếm vô hán nè. Cho ăn ở với quỷ nè. Nè. Chút xíu. Đau không? Đau dữ không? Đau dữ không? Dạ. Gán chịu à? Chịu đau giỏi ha. Gán lâu nè, nè hơi nhiều lâu năm rồi.
Để này đợi ông tiêu luôn. Đúng rồi. Quá trời tới xương. Gắng chút xíu tới lại. Đem nước cho uống gì? Nhiều. Nằm xuống. Sâu. Tới xương. Bên trái nhiều hơn. Nhìn vào hai chân đi. Nhìn tay đi. Nhẹ nhẹ thôi, cái đừng có đập nữa, đúng rồi, đi vừa thôi, đừng có đập nè đó. Nghe không? Nghe nè. Vợ đó. Một con nè. Binh thì chết rồi, chỗ này nè. Chỗ đó là chỗ chết á, bóp tim đó. Đúng rồi, nặng nhất là chỗ đó. Nặng ha. Dạ. Gắng chịu nghe chút xíu. Nghe không? Quên mình cháy nhiều hả? Ba con. Nghe tim đó. Thở đi, hít sâu thở ra. Hít sâu thở ra. Sống rồi. Gắng nghe. Binh nè. Chút xíu. Bốn. Bình tĩnh. Năm.
6. Ừ, hít sâu thở ra. Sống rồi. Tám. Chín. Chính con vợ đó. Bữa nay tôi là tên Châu Quang Phúc, tôi từ Mỹ về đây cầu cứu thầy Trung. Tôi rất là may mắn được thầy cứu giúp bữa nay, mà gọi thầy cũng cả tháng nay rồi, nhưng mà gọi rất là lâu mới được nha. Rồi trước hết đó là con cảm ơn sư ân của thầy, có sư ân bữa nay mới có thầy. Rồi con cũng cảm ơn các chư các vị phù hộ và theo thầy đi làm việc để cứu độ chúng sanh. Còn thứ ba thì con cũng cảm ơn thầy Trung rất nhiều, với lại em Lê Hậu, với lại em tài xế đi cùng hành đi cứu người. Tôi cũng có một vài lời nói là sau này nếu mà các bạn có những cái bệnh tình giống như tôi á, là các bạn nhớ gọi số điện thoại kiếm thầy Trung, mà gọi Trung trong cái số YouTube nha, chứ đừng cái qua Zalo hay là Viber đồ này nọ, đừng cái coi chừng người ta lừa gạt rất là nhiều đó. Rồi còn một cái nữa, mấy bạn nếu mà gọi không được á thì mấy bạn phải học hai chữ kiên nhẫn nha. Kiên nhẫn, nếu mà gọi không giờ này không được á thì gọi không giờ khác. Tại vì thầy Trung rất là bận á, nói thiệt luôn đó. Rất là bận luôn, ổng rất là mệt mỏi mỗi ngày luôn á, cho nên mình cũng thấy rất là nói chung là rất là thương, mà không biết làm sao giờ. Nói chung là mấy bạn phải gọi cái số điện thoại đó. Giờ nếu mà mấy bạn gọi không được á, mấy bạn có thể thất vọng, nhưng mà mấy bạn đừng có tuyệt vọng nha. Nếu mà mình thất vọng á, mình còn hy vọng mình gọi lại. Còn nếu mà mình tuyệt vọng á, là mình không còn cơ hội nữa đó. Đừng có bao giờ tuyệt vọng nha. Rồi, tới đây rồi tôi xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Tôi cũng thay mặt những cái người bị bệnh giống như tôi nha, được thầy Trung cứu, tôi thay mặt những người đó và thay mặt bản thân tôi. Tôi cảm ơn thầy Trung, cảm ơn Lê Hảo, cảm ơn ơn trên, cảm ơn sư ân của thầy Trung rất là nhiều. Rồi, cảm ơn.